Hello mọi người và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và có lẽ đây là cái video đầu tiên ở trong năm mới tính từ cái đợt Tết lịch âm vừa rồi. Và đầu năm mới này thì mình chúc cho mọi người có những cái sức khỏe cũng như là nhiều cái sự may mắn hơn trong cái năm mới này và làm mọi việc đều thuận lợi. Và nhân tiện đây thì nếu như các bạn nào chưa follow Instagram của mình thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới. Các bạn có thể bấm click vào đó để biết thêm về trang Instagram của mình. Và mình sẽ up thêm khá khá những cái outfit khác nhau để mọi người có thể tham khảo thêm. Mọi người nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel cho mình để mình có thể có thêm động lực những video tiếp theo. Và bên cạnh nút subscribe thì có thêm một cái dấu chuông, mà mọi người có thể bấm vào cái dấu chuông đó để nhận được thông báo mỗi khi mà mình up video mới lên nhé. Nhưng mà các bạn đã xem phần 1 của cái video này thì là sẽ là cách mà mình chỉ cho mọi người chụp ảnh outfit như nào để cho ra được một cái bộ outfit mà nó nhìn hài hòa nhất có thể. Thì ở cái video này sẽ là một cái video để mọi người có thể là chỉnh màu ảnh, có nghĩa là cái bước cuối cùng cho cái việc hoàn tất trong cái việc chỉnh sửa ảnh và chỉnh màu ảnh thôi. Cái video này cũng là một cái video, một cái content mà mọi người đề ra, mọi người hỏi mình rất là nhiều là mình hãy chỉnh ảnh như nào để mình post lên Instagram hoặc là mình chụp chơi chơi. Và cái video này ngày hôm nay sẽ giải đáp hết cho tất cả các bạn những cái thắc mắc mà mình thường chụp ảnh, chỉnh ảnh như thế nào. Cái phần mềm mà mình chỉnh màu chính ấy là mình sử dụng cái phần mềm đó chính là Lightroom. Về cái Lightroom này thì nó có hai bản ở trên điện thoại cũng như là máy tính. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người một cái phần mềm đó chính là trên điện thoại. Vì ở cái thời điểm hiện tại là 4.0 rồi. Mình nghĩ là đối với số bạn và mình nghĩ là ai cũng đều có cho mình một chiếc smartphone. Cho nên là mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà mình có thể chỉnh ảnh ở trên iPhone như nào cho nó đẹp nhất. Và mình có một số những cái lưu ý mà mọi người cần thiết phải xem trước khi mà bắt đầu vào cái phần chỉnh ảnh. Là mình chỉnh ảnh không hề theo một cái công thức nhất định nào cả, mà mình chỉnh sao cho nó hài hòa và sao cho nó vừa mắt mọi người và cũng như là các bạn xem nó cảm thấy là tôn được cái bộ outfit lên. Có một số bạn thường hay chỉnh ảnh theo một tông màu như là tông màu cam này, ở tông màu Hàn Quốc Seoul hay là tông màu cinematic. Thì mình không chuyên về những cái chỉnh ảnh kiểu như thế lắm, cho nên là mình sẽ không giới thiệu với các bạn. Mà mình nghĩ là cái cách chỉnh ảnh của mình ấy nó cũng khá là phổ biến và nó nhìn là cũng khá là đủ rồi, không cần thiết phải chỉnh ảnh kiểu như kiểu cinematic làm cái gì cho nó cầu kỳ cả. Bởi vì là cái outfit ấy, các bạn chỉnh ảnh càng đơn giản nó làm tôn lên cái bộ outfit, nó là cái điểm cộng của các bạn luôn. Và cái điều đầu tiên để thực hiện được cái này là các bạn phải có một chiếc điện thoại smartphone. Các bạn có thể sử dụng chính cái điện thoại mà các bạn vừa chụp ảnh về để có thể chỉnh ảnh. Các bạn nhớ là download cho mình cái phần mềm là Adobe Lightroom Photo Editor của chính hãng Adobe luôn. Và cái phần mềm thứ hai mà các bạn cần phải download đó chính là phần mềm Snapseed. Còn ngoài ra thì cái phần mềm PicArt đấy thì mình cũng ít khi sử dụng lắm. Và rất là may là hai phần mềm này nó đều free, nó đều miễn phí, cho nên là các bạn rất là dễ dàng tìm kiếm ở trên như là App Store hoặc là CH Play để có thể tìm thêm về cả hai phần mềm này. Và bây giờ mình và các bạn sẽ cùng tiến hành với cả cái bước quan trọng nhất, đó chính là bước chỉnh ảnh như nào cho nó đẹp. Let's go. Và đây sẽ là cái giao diện của Lightroom và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở lên để xem. Ở đây sẽ là cái giao diện của Lightroom. Các bạn cần phải bấm vào cái nút này để thêm ảnh. Ở đây thì mình sẽ chỉnh cho các bạn tham khảo qua là khoảng tầm 4 ảnh. Mình sẽ giữ ở đây để select để chọn 4 ảnh. Mình sẽ bấm add. Nó sẽ hiện 4 ảnh ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ bước đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là các bạn hãy bấm vào cái nút 3 chấm ở đây. Bấm vào và bấm vào cái phần là view option. Và cái ở đây nó hiện cái là show info overlay. Các bạn hãy bật lên cho mình. Đây là tắt thì các bạn hãy bật lên cho mình. Nó sẽ hiện lên các bạn cái biểu đồ histogram. Nó là cái biểu đồ của ánh sáng. Nó sẽ giúp cho các bạn khá là nhiều. Và cái chúng ta quan tâm đến đây ấy, là bao gồm là những cái như là cái line này, color này, effect này. Thì đây đều là những cái bước khá là quan trọng để có thể chỉnh ảnh, chỉnh lên một cái bức ảnh đẹp. Và đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một cái line. Đối với những bạn làm ảnh một chút nữa thì mình sẽ sử dụng cái công cụ crop này để cho nó cắt lại ảnh cho nó đẹp hơn. Thì mình sẽ sử dụng cái phần line. Đầu tiên khi cái ảnh này của mình không cần, cho nên là mình sẽ sử dụng cái phần line. Các bạn có thể thấy qua là cái ảnh này mình chụp bằng iPhone 11 Pro Max. Thế cho nên là mình sử dụng cái phần chân dung ấy. Thế cho nên là những cái phần background của nó được xóa mờ đi rất là đẹp, nhìn trông khá là chuyên nghiệp, khá là giống máy cơ. Và mình sẽ sử dụng phần light để tăng lên những cái ánh sáng. Ở đây chúng ta sẽ hiện lên khá là nhiều mục như là exposure này, contrast, highlight, shadow, white, black. Và đây đều là những cái mục chỉnh ánh sáng thôi, không có gì quá là nhiều cả. Thì cái exposure đầu tiên nó chỉ là cái phần ánh sáng của nó. Thì các bạn lưu ý là các bạn có thể thấy là cái biểu đồ này của mình khi mà ta sang bên tay phải này
là nó sẽ rất là sáng khi mà biểu đồ là nó cao về bên tay phải, nó rất là sáng, còn biểu đồ hết về bên tay trái nó sẽ là rất là tối. Thì cái biểu đồ này mình khuyến khích mọi người là chỉ nên cho nó dồn về hết bên tay phải khoảng 1/4, nghĩa là cái này chia làm đôi sẽ là 1/4 của cái này, mình sẽ tăng lên đây. Đây là mình sẽ để nó khá là sang bên này một chút, mình sẽ để sang bên phải một chút. Mình sẽ để ở anh này thì mình sẽ để exposure là 0.30, sẽ cho nó bên phải một chút. Các bạn thấy là cái biểu đồ này nó nghiêng 1/4 về bên phải rồi. Contrast thì mình sẽ tăng lên khoảng tầm 15. Vì cái contrast này các bạn mà tăng lên thì nó sẽ càng tăng lên cái độ đậm của bức ảnh thôi, nó sẽ tôn được cái bức ảnh. Nhưng mà mình thì mình sẽ chỉ tăng khoảng tầm là 10 cho tới 12, 12 hoặc 13 đều được, 15 đều được. Ở highlight nó sẽ là những cái vùng nào ở trên cái bức ảnh này của các bạn nó sáng quá, khi mà các bạn giảm đi thì nó sẽ đều màu hơn, còn khi mà các bạn tăng lên thì nó sẽ là cháy sáng. Nhưng mà theo mình khuyến khích thì cái ảnh này của mình ấy nó đều màu ánh sáng rồi, cho nên là mình không cần thiết phải giảm đi cái phần highlight, mình sẽ để nguyên cái phần highlight. Còn đối với các bạn nào mặc những cái đồ màu trắng ấy thì có thể là giảm đi highlight một chút để cho nó tôn rõ hơn được cái phần màu trắng của cái bộ outfit đấy của các bạn. Sau đó thì mình sẽ để highlight là không. Shadow này thì là những cái màu chi tiết nào trên vùng tối các bạn, như kiểu là một cái gạch này này, thì khi mà các bạn giảm hết đi nhá thì nó sẽ rất là tối, còn khi mà các bạn tăng lên thì nó lại sáng. Nhưng mà với con shadow này thì mình khuyến khích mọi người là nên giảm đi tầm khoảng 10 cho đến 15. Ở white này thì là cái độ sáng, cái độ trắng, màu trắng với bức ảnh thì mình sẽ tăng lên khoảng tầm là 10 là ok. Ở đổi lại thì nếu như mình không nhầm là mình tăng white thì mình sẽ phải giảm lại highlight đi khoảng tầm là 5 thôi, giảm đi một chút thôi, một nửa so với white là được. Phần black này thì mình sẽ giảm đi khoảng tầm 10. Phần black là những cái màu bức chi tiết là màu đen ở trên bức ảnh ấy, nó sẽ làm giảm đi, nó sẽ đen hơn, còn tăng lên nó sẽ sáng. Thì mình sẽ giảm tầm khoảng là 10 để cho nó dàn đều được cái độ histogram này đi là ok. Shadow mình nghĩ mình giảm bao nhiêu cho nên là mình sẽ tăng lên, bởi vì là nhìn cái bức ảnh của mình ấy nó những cái chi tiết đen này nó quá bị đen quá, nên là nhìn nó không được đẹp, nhìn nó không được rõ. Như vậy là ảnh của mình đã hoàn thành xong khá cái bước chỉnh ánh sáng rồi. Và các bạn có thể giữ vào đây để xem được cái before và nhả ra sẽ là cái kết quả của các bạn. Về xong các sang cái tab bên cạnh, đó chính là cái cách mà đó chính là cái công cụ color. Về color này nó hiện đầu tiên là cái trang đầu tiên là sẽ hiện lên những cái như là nhiệt độ màu. Đối với ảnh của các bạn là quá là vàng ấy thì các bạn hãy kéo về bên trái một chút để cho nó ấm màu hơn. Còn đối với ảnh của các bạn khá là vàng thì các bạn có thể kéo về bên trái một chút cho nó ấm màu hơn. Nhưng mà mình thì không khuyến khích là mọi người dùng cái phần tem này quá là nhiều. Ở phần vibrant này là đều là những cái độ tươi của màu thôi. Mình sẽ không dùng đến, vì cái tab đầu tiên này thì mình sẽ không dùng đến. Ở trong cái color này nó sẽ có một cái nữa, đó chính là cái mix. Các bạn hãy bấm vào cái mix này, nó sẽ hiện ra các toàn bộ những cái, nó sẽ phân tích ra những cái toàn bộ màu của các bạn luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh là cây, màu aqua, màu xanh nước biển, màu tím, màu hồng gì đấy. Thì các bạn nên lưu ý cho mình, cân nhắc cho mình hai cái điều mà hai cái điều mà các bạn không bao giờ được phép quên. Đó chính là cái phần màu đỏ và cái phần màu cam, thì đây nó sẽ tách ra những cái màu của bức ảnh của các bạn. Cho nên là cái phần màu đỏ này nó sẽ liên quan đến cái phần những cái như là những cái màu da người này, các bạn giảm đi này, nó sẽ là nhạt. Và cả cái phần môi ở trên mặt, mà những phần môi này các bạn giảm đi nó sẽ nhạt. Thì ở đây thì mình sẽ tăng môi lên, mình sẽ tăng màu đỏ lên khoảng tầm 10 để nhìn cho nó tươi hơn một chút, 15 đi. Phần orange này, phần màu cam này nó sẽ là một cái màu da, là màu da người, cho nên là không bao giờ chúng ta được giảm đi. Nếu mà giảm đi thì có thể được thôi, nhưng mà tùy mọi người thích màu da người nhạt hay như nào đấy thì mọi người có thể giảm. Nhưng mình thì mình không bao giờ mình giảm màu da người, bởi vì là nhìn nó, đây, nhìn nó rất là xấu. Sẽ để màu da người nguyên, bởi vì cái này mình sẽ để màu da người, nếu như mình muốn đậm hơn một chút thì mình sẽ để màu da người khoảng 5. Và mình sẽ cái màu huê này, huê nó sẽ là cái độ của màu, độ và độ huê nó sẽ làm biến đổi màu của các bạn. Như các bạn huê chuyển sang bên này quá nhiều sẽ làm giảm cái nhiệt độ màu của các bạn đi ấy. Nó sẽ làm giảm những cái chi tiết nào, những cái ảnh nào có màu, những cái ảnh của các bạn có cái phần nào là màu cam, nó sẽ làm giảm màu đi và nó sẽ đổi màu. Thì huê này thì mình khi là các bạn sẽ để là không. Theo như mình cảm nhận thấy là cái cuối cùng này nó là cái làm để tăng sáng của những cái nào có vùng màu cam thì các bạn kéo lên nó sẽ là tăng sáng lên. Nhưng mà mình thì không, mình sẽ chỉ kéo lên một chút thôi để cho màu da của mình nó sáng hơn một chút. Và tiếp theo sẽ là cái màu vàng. Về cái màu vàng này thì nó khá là nhiều, các bạn trường hợp khá là nhiều, bởi vì là khi mà các bạn ánh nắng lên ý là thường sẽ có màu vàng này,
màu vàng cũng như là cái màu xanh của da trời này, nó sẽ là ảnh hưởng ở cái background của các bạn. Về cái màu vàng này thì ở ảnh này nó khá là nhiều vàng, thế là mình sẽ giảm hết sạch luôn để cho nó tôn được cái bộ outfit các bạn lên. Các bạn thấy là thôi khi mà mình giảm đi thì cái background nó đã được thành màu xám rồi đó. Thì khi mà các bạn giảm đi background nó đã thành màu xám, và mình sẽ giảm đi một chút lumen này để cho nó làm cân bằng giữa màu vàng, màu nền này với cả cái phần màu đen này. Về cái phần màu green này á, phần màu xanh là cây này, thì mình sẽ giảm, mình sẽ thường là mình thích là cái nhiệt độ màu của màu green nó màu ú úa một chút, màu vàng vàng ấy, cho nên là mình sẽ kéo hết cái thanh đầu tiên là cái thanh huê này sang bên trái, thì nó sẽ được cho bạn một cái màu là màu vàng. Khi mà các bạn kéo sang bên phải đấy thì màu sẽ rất là tươi, màu nó khá là chói lọi. Và mình sẽ kéo sang màu vàng. Và tiếp theo thì mình sẽ kéo cái phần saturation lên, mình sẽ kéo cái phần saturation lên khoảng 10 để cho nó đậm hơn cái màu xanh. Và cái phần cuối cùng, cái phần màu cái phần làm sáng của cái màu xanh là cây đấy, thì mình sẽ giảm nó đi vì là cho nó tôn lên được cái màu vàng này hơn. Và tiếp theo là sẽ là cái phần màu aqua. Về cái màu aqua này thì các bạn thì thấy là trên nền trời của mình này nó dính khá là nhiều màu aqua, và mình sẽ giảm hết nó đi thì nó sẽ làm bớt được cái màu xanh ở trên quần của các bạn hơn. Bởi vì là mình thấy một số bạn chụp ảnh ấy, quần của các bạn ám màu xanh rất là nhiều, cũng như là cái màu blue này rất là nhiều và màu aqua rất là nhiều. Thôi mình sẽ giảm hết nó đi. Màu blue này thì mình cũng sẽ giảm hết nó đi. Về cái nhiệt độ màu này thì mình không dùng ở trên cái màu blue và màu aqua này. Rồi sau đó thì cái màu tím này thì các bạn có thể thấy là cái áo Off-White Galaxy này của mình, cái tông màu chủ đạo của nó là màu tím, cho nên là mình không thể nào mà mình giảm được cái màu tím này đi. Còn đối với những bạn nào mà có những cái outfit khác mà nó không phải là màu tím này thì các bạn có thể cứ giảm hết đi thôi. Còn của mình thì mình sẽ để im, bởi vì là cái này của mình nó đã là màu tím rồi, cho nên là mình không thể nào mà giảm được. Mình sẽ tăng thêm một chút để cho nó tươi hơn. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành được khoảng tầm 80-90% của cái bước chỉnh màu của cái ảnh outfit mà mình hay up lên trên Instagram rồi. Và các bạn có thể giữ vào đây để xem và nhả ra. Các bạn thể thấy là màu đã khác đi rất là nhiều, nó tôn màu lên outfit các bạn ấy trông rất là ngầu. Và cái bước cuối cùng nó chính là cái phần effect. Ở cái phần effect này thì cái phần texture của nó là cái độ liên kết của cái chi tiết của cái bức ảnh, thì chúng ta hãy tăng lên khoảng tầm. Tiếp theo là cái phần clarity này thì mình là cái độ chi tiết, độ sắc nét của bức ảnh, thì mình sẽ tăng lên khoảng tầm 10 luôn để cho nó áp ảnh lên nó sẽ được nét hơn. Về cái phần DS này nó sẽ là một cái kiểu như là với phần DS này nó sẽ là một cái kiểu như là làm giảm đi cái độ mờ nhạt của bức ảnh ấy, nhưng mà cái này thì mình không động vào, bởi vì là mình đã chỉnh ảnh khá là đẹp rồi. Còn cái phần là vignette này nó sẽ làm tối 4 góc khi mà các bạn kéo về bên trái, và tăng lại sáng lại 4 góc khi mà các bạn kéo bên phải. Thì cái này thì mình khuyến khích mọi người là nên giảm, nên trừ đi khoảng 5, bởi vì là nó sẽ tối 4 góc này đi thì nhìn nó sẽ tôn lên, nó làm động, nó làm thêm một chút gì đó, nó tôn được hơn cái bộ outfit này của các bạn. Và mình sẽ giảm đi từ 5 đến 10 thôi, không cần thiết phải quá nhiều, bởi vì quá nhiều nó sẽ bị xấu ấy, nó sẽ bị ăn vào cái ảnh quá là nhiều, ăn vào cái bộ outfit giữa các bạn sẽ quá là nhiều. Mình sẽ để ở đây thì mình sẽ để khoảng tầm là 7 là ok. Và như vậy là mình cũng đã chỉnh xong cái ảnh đầu tiên. Các bạn có thể thấy ở đây, mình sẽ để tạm thời cái ảnh before và after ở bên tay trái, bên tay phải của các bạn, để các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái mình chỉnh màu sẽ như nào. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái nút trên này, bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái nút ở trên này để có thể xếp lại. Mình sẽ bấm vào export to camera roll là ok, là sẽ lưu trực tiếp vào ảnh của các bạn. Là được. Và ở cái ảnh thứ hai này thì mình sẽ sử dụng cái công cụ là crop để có thể là cắt ảnh lại, bởi vì là ảnh này mình chụp là nó hơi xa. Mình sẽ cắt lại một chút để cho nó nhìn cho nó vừa vặn, nhìn cho nó cân đối với cả người hơn. Và tiếp theo thì mình sẽ vẫn sử dụng cái light. Ở light thì exposure các bạn có thể thấy là cái ánh sáng này của mình ý, như cái biểu đi đồ thị của histogram này thì nó cân sáng, nhìn trông khá là đều rồi. Thì mình không cần thiết phải chỉnh cái màu exposure này quá là nhiều, mình sẽ tăng lên một chút khoảng tầm 5 thôi là ok, 5 hoặc 10. Contrast này thì mình sẽ để 10, 15 đi cũng được. Highlight này thì các bạn có thể thấy là bức ảnh này nền nó hơi sáng nên mình sẽ giảm highlight xuống còn khoảng tầm 20. Và shadow này thì mình sẽ giảm xuống tầm 11, 10 thì đấy là được. White này thì mình sẽ tăng lên, bởi vì là mình đã giảm highlight rồi mà, cho nên là mình sẽ tăng white lên, sẽ tăng sáng đều hơn của bức ảnh.
Black này thì mình sẽ tăng lên 5 thôi. Nó sẽ cân lại được cái độ màu đen trên quần, trên áo các thứ. Và tiếp theo thì mình sẽ sang mục color. Cái mục color này mình sẽ sử dụng màu vàng, các bạn có thể thấy là cái màu vàng, màu cái background này của mình nó khá là nhiều màu vàng, nên mình sẽ dùng cái màu vàng để giảm hết xuống, là lập tức là cái background này nó đã sáng rồi. Mình sẽ giảm đi cái màu, mình sẽ giảm đi cái phần sáng của cái màu vàng này đi khoảng tầm 35 để nhìn cho nó cân đối hơn. Cùng với cả mình sẽ dụng cái phần mềm, mình sẽ dụng cái saturation này. Đối với ảnh trước ấy, thì mình sẽ sử dụng cái phần lá vàng này, lá cây này màu vàng. Nhưng mà của ảnh này mình sẽ giảm hết xuống cho nó màu xám luôn, không cần vấn đề. Các bạn lưu ý, các bạn có thể thấy là ở cái ảnh này của mình ấy, là cái túi này, cái túi subtle này của mình nó là cái màu aqua, cái màu kiểu màu xanh da trời ấy. Cho nên là đối với màu aqua này thì mình sẽ chỉ giảm xuống khoảng tầm là 50 thôi, để cho nó giảm bớt cái màu xanh của cái ảnh ấy đi. Nó là màu, bởi vì là cái túi này của mình nó là màu aqua, cho nên là mình không thể nào giảm hết đi được. Nhưng mà giảm hết đi thì nó lại bị xấu với túi. Mình vì là mình muốn tôn lên cái túi này, cho nên là mình sẽ dùng cái Snapseed để mình tô lại cái túi này cho đậm hơn. Và cái màu tím này mình không có, cho nên là mình vẫn sẽ để nguyên. Đây là cái before cũng như là cái after một đoạn vừa xong. Bây giờ thì mình sẽ sang cái effect. Về cái effect này, về cái phần texture này thì mình, ảnh này của mình nó khá là nét rồi. Ở cái phần clarity này thì mình sẽ tăng lên khoảng tầm 15, bởi vì là mình không thể texture nên mình sẽ tăng thêm một chút cho nét. DS này thì mình sẽ tăng lên 5 để cho nó cân bằng lại được cái màu đen cũng như là màu trắng của trên ảnh. Vignette này thì mình không để, mình để im, bởi vì là ảnh mình nó đã ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ bấm export to camera roll để lưu nó lại. Dùng cái app nó chính là app Snapseed mà mình bảo mọi người tải, để mình dùng app này để mình tô lại cái phần túi này để cho nó được đẹp hơn. Các bạn sẽ mở ảnh và bấm vào phần công cụ, chọn vào cái mục là mục bút vẽ, rồi sau đó bấm vào cái phần bão hòa ở cuối. Sẽ đây sẽ là cộng 10 bão hòa, nghĩa là cộng 10 cái độ bão hòa. Khi mà các bạn tô lên là các bạn thấy luôn này, đó, thấy không? Các bạn có thể thấy là cái túi này nó đã đậm lên rất là nhiều. Mình sẽ bấm vào cái mắt này để có thể hiện được những cái vùng mà mình đã tô. Ở đây thì các bạn nên tô chi tiết và tỉ mỉ một chút. Mình sẽ zoom to ra để mình tô cho chi tiết. Sau đó thì mình sẽ dùng cái tẩy của nó để mình tẩy thì nó sẽ hợp lý hơn. Và mình sẽ dùng cái tẩy của nó bằng cách là bấm trừ. Nó sẽ ghi ở đây là cái tẩy bão hòa, ghi rất là chi tiết là tẩy bão hòa. Mình sẽ bấm để tẩy nó đi thôi, là nó sẽ ok hơn so với các bạn tô kiểu. Các bạn tô từ đầu ấy thì nhìn nó tô rất là lâu và nó không được chi tiết cho lắm. Mình sẽ bấm vào đây để mình tẩy nó đi thì nó sẽ ok hơn. Về cái bước này thì mình nghĩ là mọi người nên cẩn thận và tỉ mỉ hơn một chút. Ở đây thì mình đang quay video nên là cái thời lượng của nó có giới hạn, cho nên là mình cũng sẽ làm nhanh thôi. Mình làm demo cho mọi người xem qua. Ok, xong. Mình sẽ bấm vào đây để xem lại cái màu. Các bạn có thể thấy là màu nó đậm đến rất nhiều rồi đúng không? Mình sẽ bấm vào V để tích. Bây giờ mình zoom cho các bạn xem này. Các bạn bấm vào giữ ở đây để đối với bất kỳ những cái app chỉnh ảnh nào, khi mà các bạn giữ vào nó sẽ hiện lên là cái before và nhả ra sẽ là after. Các bạn giữ vào các bạn có thể thấy là cái màu nó giảm đi rất là nhiều rồi đúng không? Thì mình sẽ bấm vào xuất và mình sẽ bấm vào lưu để có thể sửa đổi luôn trực tiếp cái ảnh đấy. Và chúng ta quay trở về cái ảnh tiếp theo, đó chính là cái ảnh thứ ba. Cái ảnh này thì mình cũng vừa mới chụp ảnh thôi. Ở Viber thì mình sẽ crop lại và vẫn như, và ảnh này cũng khá là xa cho nên mình cũng vẫn sẽ crop lại một chút để nhìn cho nó cân đối hơn. Ok, mình sẽ cho cái khoảng này là vừa này. Các bạn nên để ảnh để mình chính, các bạn nên để chính cái bộ outfit của các bạn vào giữa thì nhìn nó tôn được cái chủ thể hơn. Mình sẽ bấm V là xong. Và mình sẽ sử dụng công cụ Light. Bên cái ảnh này các bạn có thể thấy là cái công cụ của Light của mình này thì nó không cần thiết quá là nhiều, bởi vì cái bức ảnh sáng của bức ảnh này nó cũng khá là vừa phải rồi. Mình sẽ tăng line lên một chút. Contrast này thì mình sẽ tăng lên 15. Về phần highlight này thì mình sẽ phải giảm đi khá khá đấy. Mình sẽ giảm đi khoảng tầm 15 luôn đi, bởi vì là nền nó, các thứ nó khá là sáng. Shadow này thì mình sẽ giảm xuống khoảng tầm 10. White này thì mình sẽ giảm xuống 9, 10 gì đấy luôn. Black này thì mình sẽ giảm xuống 12. Như vậy là mình đã xong cái bức ánh sáng. Qua thì nhìn nó cũng khác đi một chút thôi, bởi vì là cái ảnh này của mình chụp đủ sáng mà. Thì sẽ sang cái phần color. Mình sẽ bấm vào mix.
Mình sẽ bấm vào mục màu yellow để mình giảm hết cái màu này đi. Rồi sau đó thì cái màu green này thì mình sẽ giảm hết, mình cũng không có thì mình sẽ để im. Còn các bạn giảm đi cũng được. Mình sẽ giảm hết đi vậy. Và tiếp theo thì là cái màu aqua của nó thì mình sẽ giảm đi hết luôn, bởi vì là cái phần kính này nó là màu aqua. Và màu blue này thì mình sẽ giảm đi khoảng một nửa thôi, bởi vì là cái phần này của GG, về cái phần upper của GG nó có một chút màu blue, cho nên là mình không muốn giảm hết. Về màu tím thì mình sẽ giảm hết luôn, bởi vì là các bạn nên lưu ý những cái màu nào mà không có trên outfit của các bạn ạ thì các bạn nên giảm hết. Còn những cái màu nào mà có khoảng tầm và những cái màu nào ví dụ như màu vàng, màu xanh là cây nó có trên outfit của các bạn thì các bạn chỉ cần giảm tầm 50% rồi vào snapseed tô lại là xong. Về cái phần effect này thì phần texture này thì mình sẽ tăng lên khoảng 11. Clarity này thì mình sẽ để khoảng tầm 5. Varnish này thì mình sẽ giảm xuống khoảng tầm 10 đi, thì nhìn nó tối được 4 góc sẽ đẹp hơn. DS này thì mình sẽ giảm xuống 10 để cho nó tone được cái màu nó lên chuẩn hơn. Ok, và mình đã xong được cái ảnh tiếp theo rồi. Các bạn thể thấy là nó khác rất là nhiều đúng không? Ok, và mình sẽ bấm vào Export to Camera Raw là được. Và tiếp theo sẽ là cái ảnh thứ tư. Thì cái ảnh này nó là một cái ảnh gần một cái ảnh chân dung, cho nên là mình sẽ bấm, thôi là mình sẽ chỉnh nó khác hơn so với ảnh kia, là mình sẽ bấm vào cái phần line. Exposure này thì mình sẽ tăng lên để cho nhìn ảnh nó sẽ sáng hơn. Contrast này thì mình sẽ tăng lên một chút thôi. Highlight này thì mình sẽ giảm đi khoảng tầm một chút thôi, bởi vì là mình muốn mặt mình, da mặt mình nó sáng. Shadow này thì mình sẽ tăng lên khoảng tầm 10 hoặc là 5 thôi. White này thì mình sẽ giảm đi 5 hoặc 6 gì đấy. Black này thì mình sẽ giảm xuống 10. Xong qua cái bức ánh sáng. Phần color này thì mình sẽ sử dụng cái màu chủ đạo là cái màu vàng. Màu vàng này mình sẽ giảm hết xuống để cho nó xóa được mờ hết cái background này đi. Khi mà mình tăng cái lumen này lên á, để khi mà các bạn chỉnh màu các bạn nhìn vào nó sẽ làm một chút gì đó ăn gian được cả ánh sáng hơn. Mình có một cái tip là đối với những cái ảnh outfit ấy, thì mọi người không cần thiết phải giảm đi phần background quá là nhiều, mà chúng ta hãy chú tâm vào cái phần da. Thì phần green này mình sẽ giảm xuống khoảng tầm, mình sẽ tăng lên đi, với phần green này mình sẽ tăng lên khoảng 20%. Và cái màu huê, cái nhiệt độ màu thì mình sẽ kéo sang bên trái cho nó ảnh nó màu vàng nhìn nó chất hơn. Lumen này thì mình sẽ kéo lên một chút cho nó sáng được cái cây. Màu aqua này là màu của mái nhà các thứ này này, màu trời các thứ thì mình sẽ giảm nó hết rồi đi. Màu blue cũng vậy. Màu tím này thì càng phải giảm, bởi vì là các bạn có thể thấy là những cái chi tiết ở trên cái áo Tom Brown, áo sơ mi này của mình ấy, nó khá là sáng, nó khá là nhiều màu tím, mình sẽ giảm nó đi luôn, là nó sẽ về cái màu trắng bình thường. Đó, các bạn có thể thấy không? Đấy. Và mình sẽ giảm đi một chút cái phần lumen này ở trên cái áo Tom Brown này để cho nó nhìn được đỡ bị sáng quá, đỡ bị cháy sáng ở chỗ áo trắng. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng cái phần màu cam, đối với những cái da người ấy thì mình sẽ tone lên một chút, phần màu cam mình sẽ kéo lên khoảng tầm 5. Và cái phần lumen này mình sẽ kéo lên khoảng tầm 7 để cho cái da của các bạn nó sáng hơn. Phần màu đỏ này thì mình sẽ kéo lên một chút để có thể là môi nó sẽ đậm hơn một chút. Ok. Ở cái phần effect này nó lại trái ngược hoàn toàn so với cái ảnh mà các bạn đang chụp outfit. Là mình sẽ cái phần texture này ấy, thì các bạn cần phải giảm đi, bởi vì là để cho ảnh nó mịn mình sẽ giảm đi khoảng tầm 15. Clarity này thì mình sẽ giảm đi khoảng tầm 10 thì nhìn ra các bạn sẽ mịn hơn. Còn mấy cái phần dưới này mình sẽ để nguyên như vậy. Ok, như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong cái bước ảnh của cái này rồi. Và các bạn có thể thấy là nhìn nó trông rất là khác đúng không? Vì thì mình sẽ để before và after bên trái và bên phải cho các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái sự khác nhau giữa trước khi chỉnh và trước khi chỉnh nó sẽ quan trọng như nào. Và ngoài ra thì đối với những ảnh chân dung ấy, hoặc là những ảnh outfit của bạn có thể sử dụng thêm cái app PicArt là làm mờ được cái hậu cảnh, bằng cách là các bạn hãy bấm vào PicArt, các bạn hãy chọn một cái ảnh vừa rồi các bạn muốn làm mờ, rồi sau đó các bạn bấm vào cái ảnh đấy. Sau đó các bạn bấm vào thêm ảnh một lần nữa để có thể chọn đúng ảnh đấy, và bấm vào khi mà các bạn cân sao cho chuẩn như này này. Rồi sau đó sử dụng cái phần hiệu ứng này và làm bấm vào cái phần làm mờ và làm mờ một chút đi thôi là ok rồi. Sau đó bấm vào cái phần các bạn bấm vào cái phần tẩy này. Các bạn bấm vào phần tẩy của cái đấy, các bạn tẩy đi là nhìn người của bạn sẽ lập tức
mờ như máy ảnh xóa phông, máy ảnh xịn luôn. Và đó là tất cả những gì của mình về cách mà mình thường xuyên chỉnh ảnh cũng như là edit ảnh mà mọi người hay hỏi. Và nếu như các bạn thấy hữu ích thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe. Và nhớ là đừng quên follow Instagram của mình, bởi vì trên Instagram mình sẽ post rất là nhiều thứ hay mà mọi người muốn xem. Và ở video sau mọi người muốn mình làm về chủ đề gì thì mọi người hãy comment ở bên dưới để cho mình biết. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace!